Chiều ngày 7 tháng 1, chính quyền thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, có công điện gửi cơ quan chức năng Việt Nam thông tin. Từ ngày 8 tháng 1, thời gian và quy trình thông quan xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 được điều chỉnh. Theo đó, thời gian thông quan từ 8 giờ đến 16 giờ, đồng thời dừng việc thực hiện nhập cảnh hẹn trước. Chỉ cần có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 tiếng được nhập cảnh bình thường. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc đề nghị ưu tiên bố trí và tạo điều kiện thuận lợi cấp visa tương ứng cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, hoạt động thương mại, du học, thăm thân đoàn tụ. Phía nước bạn cho biết, căn cứ tình hình dịch bệnh trên thế giới và khả năng dịch vụ đảm bảo, từng bước cho phép công dân Trung Quốc xuất cảnh du lịch. Cũng từ ngày 8 tháng 1, các biện pháp điều chỉnh hoạt động thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân 2, cầu Phao, bến biên mậu Đông Hưng có sự thay đổi. Cùng với đó là bãi bỏ hoàn toàn quy định quản lý khép kín, Bãi bỏ việc quản lý khép kín đối với tất cả nhân viên tại cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày. Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái thông tin, từ ngày 8 tháng 1, dừng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân 2, lối mở km 3-4 Hải Yên, cửa khẩu Ca Long, tạm thời duy trì lái xe trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, không thực hiện ăn nghỉ tập trung khép kín trong khu vực cửa khẩu, lối mở. Trong khi đó, Trung tá Khổng Trung Đoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khẳng định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành chức năng đều có phương án để đảm bảo an ninh an toàn từ ngày 8 tháng 1, khi Trung Quốc triển khai việc nới lỏng phòng chống dịch COVID-19. Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, việc hàng hóa không phải kiểm dịch sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm thời gian chờ đợi rất nhiều.